lẫn vẩn ở trên đầu mà chúng ta tự trồng ra được, chúng ta sẽ thu hút được cái sự tình cảm ở trong gia đình của chúng ta gắn kết hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, dồi dào hơn và hào hứng hơn, để chúng ta có một cuộc sống tích cực hơn. Trong những cái chuyên mục chia sẻ về những cây mà trồng trong sân vườn, xin chào quý bà con thân yêu, mình là Quang, sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay chào mừng quý bà con đến chuyên mục những cái video chia sẻ với bà con chúng ta những cây trồng trong sân vườn. Và khi mà Quang làm cái những cái video này thì Quang mong muốn là quý bà con chúng ta có thể gia tăng được cái sức khỏe tinh thần của mình. Tại vì Quang cũng biết là trong cái thời đại ngày càng hiện đại, cái việc mà công nghệ thông tin nó lớn ác và chúng ta sẽ có ít có cơ hội được giao tiếp với nhau như hồi xưa, ít có cơ hội được gần gũi với những người thân mình hơn. Và cũng như công việc bận rộn là chúng ta khó có thể chia sẻ và giải bày những cái tâm tư tình cảm của mình, là dẫn đến nhiều và Quang thấy cũng rất là nhiều, kể cả Việt Nam chúng ta là rất là nhiều cái trường hợp bị vấn đề về mặt tâm lý. Nên là Quang cũng mong là trong cái chuỗi những cái video mà Quang chia sẻ về những cái cây cảnh, những cái cây sân vườn để chúng ta trồng ở trong vườn của mình á, để quý bà con chúng ta có một cái thú vui, gọi là chúng ta bị stress, chúng ta bị trầm cảm là do chúng ta không có một cái thú vui gì cả. Thì ngày hôm nay Quang rất là mong thông qua những cây xanh, những cây ăn trái, những cây cây cảnh, những cây mai mà trong cái chuyên mục gọi là hỗ trợ những cái giá trị về mặt tinh thần á, thì của siêu thị cây giống á, thì sẽ giúp cho quý bà con chúng ta có thêm nhiều điều thú vị hơn trong cuộc sống. Giúp cho quý bà con chúng ta cười nhiều hơn, có nhiều chủ đề hơn để nói chuyện với những cái thành viên trong gia đình của mình mỗi ngày. Và trước mặt quanh đây, đây là hai cây nho kẹo. Nhắc tới chữ kẹo chắc bà con chúng ta hình dung được là nó tròn như viên kẹo và nó có một cái vị ngọt ngào, rất là ngọt, giống như là một viên kẹo đúng không ạ? Nếu quý bà con nào yêu thích sự ngọt ngào không tì vết thì bà con chúng ta hãy chọn nho kẹo để trồng cho cái khu vườn nho của mình nha bà con nhé. Còn nếu quý bà con chúng ta thích cái sự mới lạ cũng như là thích cái sự hơi đan xen một chút xíu, cái vị hơi chua chua, thì bà con chúng ta có thể chọn ngon ngón tay. Tại vì hai loại này là Quang thấy nó dễ trồng nhất, nên là bà con chúng ta nên chọn hai loại này để trồng cho vườn nhà mình nha. Và một cái nữa rất là quan trọng đó là hai loại nho ngón tay và nho kẹo đều là những cái loại cây rất là dễ trồng và nhanh cho thu hoạch. Ngày hôm nay thì trong chuyên mục chia sẻ quý bà con chúng ta cụ thể hơn về nho kẹo cũng như cách chăm sóc của nó, thì Quang xin phép được chia sẻ rõ hơn về thời gian sinh trưởng và phát triển của nho kẹo. Trên trước mặt bà con đây là hai cây nho kẹo ha bà con ha. Đây là những cây nho kẹo rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Và sản phẩm khi mà bên quanh đều làm dấu hết, đều bóng tem lên phía trên chậu hết để giúp cho cái cây của chúng ta gọi là luôn luôn lúc nào cũng đúng giống đó bà con ha. Chứ thật sự ra khi mà quanh nhìn thì quanh đã quan sát cái lá thì quanh sẽ biết được hết. Nhưng mà riêng quý bà con chúng ta khi chúng ta mua 1-2 cây hoặc mua 9-10 cây về chúng ta trồng thì nhiều khi chúng ta không có biết là giống như thế nào là đúng ha bà con ha. Thì đối với nho kẹo á, thì từ những cây giống như thế này bà con chỉ cần trồng xuống vô cái chậu hoặc xuống dưới đất, chúng cho ta cho leo lên vàng và hỗ trợ dinh dưỡng đúng cho bạn ấy, thì trong vòng khoảng 6 tháng là bạn ấy sẽ bắt đầu đơm hoa kết trái nha bà con nha. Và chỉ cần thêm 3 tháng 20 ngày nữa là những cái trái nho của chúng ta sẽ chín mọng và chúng ta có thể đứng ở dưới để chúng ta há miệng lên chúng ta đớp, hoặc là chúng ta há miệng chờ nó rụng để chúng ta ăn cũng được. Nhưng anh thấy các bạn hơi lâu, chúng ta phải chủ động đúng không? Chúng ta phải cắt, chúng ta phải hái, chúng ta phải tự do thưởng thức cái trái nho của mình một cách rất là ngọt ngào, giống như nho kẹo đúng không ạ? Và đặc biệt ở nho kẹo thì nó có một cái mùi hương ha, có một cái mùi hương rất là thơm, nó tạo cái sự quyến rũ giống như là thu hút ong bướm lại vậy bà con. Thì anh cũng nghĩ là anh cũng rất là mong thông qua một cái dĩa nho mà bà con tự tay trồng, thông qua những cái chùm nho lẫn vẩn ở trên đầu mà chúng ta tự trồng ra được, chúng ta sẽ thu hút được cái sự tình cảm ở trong gia đình của chúng ta gắn kết hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, dồi dào hơn và hào hứng hơn, để chúng ta có một cuộc sống tích cực hơn. Trong những cái chuyên mục chia sẻ về những cây mà trồng trong sân vườn thì Quang chỉ mong muốn là sau những cái video này bà con sẽ có nhiều động lực hơn, nhiều cái thú vui hơn, nhiều cái sở thích hơn đối với cây trồng. Thì thứ nhất là chúng ta tạo ra cái lá phổi xanh trước hết cho gia đình mình, cho cộng đồng xung quanh mình và cho rộng hơn là cho cả thế giới. Và cái thứ hai là chính bản thân quý bà con cũng như những người trong gia đình của mình sẽ có thêm nhiều cái tình yêu thương với nhau khi chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ về cách chăm sóc cũng như ăn những cái trái mà chúng ta tự tay trồng ra. Thiệt sự bây giờ bỏ ra 100 ngàn, 200 ngàn ra ngoài chợ chúng ta mua 1 kg nho, 2 kg nho về ăn cũng ngon. Ok, rất ngon. Nhưng mà nếu bà con tưởng tượng nếu chúng ta tự trồng ra được những cái chùm nho kẹo để chúng ta tự ăn, tự tay
mời những thành viên trong gia đình của mình, ai cũng có công sức trong việc tạo ra cái chùm nho đó hết, thì thật sự đó rất là hào hứng và rất là vui sướng đúng không ạ? Và nho thì trái nó chia nhiều, dễ chia. Nhưng dù bà con trồng ổi cũng dễ chia, trồng sầu riêng hơi khó chiên xíu nha bà con nha. Đó, thì quanh cũng rất là mong là quý bà con sẽ sớm trồng ra quyết định trồng những cây nho này. Bà con có thể là làm vàng để mà chúng ta đan xen những cái nhánh nho phía trên để nó triệu xuống giống như cái vườn treo Babylon, hoặc là chúng ta có thể là trồng cho nó bám lên cái cây, tại vì đây là dây không có phải là hoàn toàn là thân gỗ, nó là một cái dây cần phải có gửi, cần phải có một cây trụ để gửi. Thì bà con chúng ta sẽ cặp một cây trụ vô, sau đó chúng ta sẽ cho bạn ấy leo lên ha, cho bạn ấy leo ở phần ngọn này thôi nha, cho bạn ấy leo lên và dẫn dụ bạn ấy lên cái vàng, hoặc là chúng ta có thể cho bạn ấy thẳng đứng thôi cũng được. Nhưng mà quanh thấy là nhiều các anh chị khác làm thành một cái vàng đang những cái lưới cước á, rất là đẹp, rất là dễ thương. Và từ đó khi mà cái sự dễ thương đó làm cho chúng ta rất là giàu động lực, và mỗi ngày chúng ta ra sáng ra thăm vườn, tối ra thăm vườn đúng không ạ? Và chúng ta thăm vườn cùng nhau chứ không phải là một mình, và chúng ta có thể check in, chúng ta có thể chụp hình, chúng ta có thể là đăng lên để mà tạo thành một cái phong trào là trồng cây xanh cho tất cả mọi người, không những là bạn bè của chúng ta mà cả những cái người không quen biết nữa. Tại vì bây giờ không khí càng sạch thì nó càng tốt cho sức khỏe chúng ta ha bà con ha. Thì cái đặc tính nho kẹo thì từ nãy giờ Quanh cũng chia sẻ rồi, đây là một cây trong những cái cây rất là dễ trồng, một trong những cây nho rất là dễ trồng, bà con có thể chủ động trồng ở nhà, tại vì kháng thể của nó rất là tốt và khả năng sinh trưởng phát triển của nó rất là cao. Ngày hôm nay thì bà con chắc chắn là con sẽ thắc mắc là không biết chăm sóc cây nho kẹo này như thế nào, thì Quanh xin phép chia sẻ một chút xíu về hai loại sản phẩm hữu cơ. Tại chúng ta đã trồng ở trong nhà rồi thì chúng ta phải luôn luôn tạo một cái độ an toàn cho chính bản thân mình. Khi mà chúng ta mua cái trái nho bên ngoài về, chúng ta đều phải ngâm muối hết đúng không bà con? Thì là chúng ta đang cảm thấy nó không an toàn. Thì nên là cái bộ sản phẩm Quanh chia sẻ với bà con để bà con chăm sóc những cây nho kẹo này là sẽ là một bộ sản phẩm hữu cơ hoàn toàn, tuyệt đối an toàn đối với sức khỏe không chỉ của quý bà con mà cả những cái bạn nhỏ trong gia đình của chúng ta nữa đúng không ạ? Thì sản phẩm đầu tiên Quanh muốn chia sẻ đó là sản phẩm Trico Humix USA và sản phẩm Humix Hoa Kỳ. Đây là hai sản phẩm sẽ bổ sung dinh dưỡng cho đất, bổ sung dinh dưỡng cho rễ, bổ sung dinh dưỡng và vi lượng và những cái con vi sinh cần thiết cho cái sự phát triển bền vững của cây nho của chúng ta. Đây là hai sản phẩm rất là quen thuộc. Quanh nghĩ ai là thành viên lâu năm của siêu thị cây giống thì chắc bà con cũng đã hình dung được rất nhiều các cái vườn cây ăn trái lớn đã có được những cái trái ngọt rất là tuyệt vời từ hai loại sản phẩm này. Rồi ở phía trên lá thì bà con sẽ hỗ trợ. Bà con biết mà, đây là dây leo mà, chúng ta phải cho cái dây leo của chúng ta thật là dài dặn, thật là cứng cáp và thật là vươn vòi ra, thì khi đó thì cái cây dây leo của chúng ta nó mới triệu quả được đúng không? Thì bà con có nhiệm vụ là chúng ta phải làm cho những cái cành, những cái đốt này nè, nó mập, nó già và nó sum xuê đúng không ạ? Nên là khi bà con chúng ta hỗ trợ dinh dưỡng qua lá, chúng ta sẽ sử dụng bằng siêu giọt đậu hữu cơ này. Bạn này ở công thức phân tử nano là những thành tử rất là nhỏ, nhỏ hơn cả tế bào lá luôn. Nó sẽ thấm rất nhanh vào những cái tế bào lá này, tiết kiệm chi phí cho bà con luôn đó. Thì nó sẽ giúp cho những cái cành này mập nè, mập, to, khỏe, nhanh già và kích thích những cái mầm ngủ mới, kích thích những cái chồi đọt mới. Và đặc biệt cái lá nó sẽ mở rộng hơn, lá nó to hơn để quăng là hộp tốt hơn. Và lá xanh hơn, dày hơn, mướt hơn chứ không phải phủ rong rêu ha bà con ha. Được chưa? Và đặc biệt ở nho thì Quanh hay thấy là bạn hay bị cái vấn đề nấm bệnh tấn công, giống như những cái lấm tấm đó bà con. Thì chúng ta sẽ sử dụng thêm cái bạn siêu áo giáp này. Cái bạn siêu áo giáp này sẽ có tác dụng là ngăn nấm, ngừa khuẩn cho những cái cây mai của chúng ta ha bà con ha. Nhớ là nó sẽ có cái tác dụng là ngăn nấm, ngừa khuẩn cho những cây mai của chúng ta, giúp cho những cây mai của chúng ta sẽ hoàn toàn tránh xa cái nấm khuẩn ra, giúp cho những cái lá của chúng ta phát triển một cách mạnh mẽ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái siêu giáp này nó sẽ giúp bảo vệ cho khu vườn của chúng ta, là tránh bị vấn đề thối rễ nè, tránh bị vấn đề vàng lá nè, tránh bị những cái vấn đề liên quan tới nói chung là nấm khuẩn rong rêu rồi đó bà con. Và đặc biệt đối với trái nho nó thường hay bị úng trái, thì khi bà con sử dụng cái siêu giáp này nó sẽ trảy xa để xa cái vấn đề mà bị úng trái ra ha bà con ha. Nên là chúng ta đã ra được cái chùm nho, đừng để nó bị úng nha. Thường xuyên khi mà có trái rồi, thường xuyên xịt khoảng 10 ngày chúng ta phun một lần và chúng ta có thể phun cái thằng siêu giáp với siêu vật độc chung với nhau ở giai đoạn cây con để tiết kiệm chi phí và thời gian của chúng ta ha bà con ha. Đó, thì định kỳ 7 đến 10 ngày chúng ta sử dụng một lần cho sản phẩm ở dưới, dinh dưỡng ở dưới và phần dinh dưỡng ở trên sẽ giúp cho cây mai của cây nho của chúng ta rất là khỏe ha bà con ha. Nên là chúng ta lưu ý rất là dễ thôi. Và đây cũng là công thức chung để chúng ta chăm sóc những cây ăn trái khác ở nhà. Còn nếu quý bà con trồng nhiều, quý bà con có thể mua thêm một cái canh siêu dưỡng cây 5 lít về
để chúng ta gọi là lâu lâu cho cái cây của chúng ta ăn xíu tổ yến, kiểu như là lâu lâu phải cho ăn nho để mà bồi bổ vậy đó không bà con ha. À, nếu mà nói về vấn đề dinh dưỡng thì nho là một trong những cái loại trái cây có giá trị dinh dưỡng rất là cao, đặc biệt là những cái vitamin như A, B, C, bờ cờ ha bà con ha. Những cái vitamin nó rất là hữu hiệu đối với sức khỏe, đặc biệt là sức đề kháng của con người chúng ta. Ngay cả những con mina với con mina nhà quanh này, nó chưa cho nó ăn cái nho lần nào nhưng quanh nghĩ thì nó cũng sẽ rất là thích ăn những cái loại này, tại vì nho là một cái loại cây rất là trái cây rất là cao cấp, luôn luôn được bán với giá cao, và đặc biệt là nho kẹo luôn luôn được bán với giá rất cao ha bà con ha, tại rất là ngọt ngào và nó rất là thơm ha bà con ha. Nho mà có mùi thơm luôn thì nó rất là hứng thú đúng không ạ? Đấy, thì trong video này thì quanh xin phép được chia sẻ với bà con chúng ta về một loại nho dễ trồng, một loại cây sân vườn rất là đáng để chúng ta trồng trong nhà, và chúng ta có thể trồng những cây nho này ở phía trên cho nó leo dần trên, và những cái cây ăn trái khác ở dưới dần dưới, như chúng ta trồng ổi nè, trồng táo thái nè, trồng cây cherry, trồng cây nho thân gỗ vân vân, để mà làm cho khu vườn của chúng ta trở nên sinh động hơn, được chưa? Rồi, một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều, và quanh mong là qua video này quý bà con chúng ta đã có thêm rất là nhiều cái kinh nghiệm, cũng như rất thêm một vài sự lựa chọn nữa cho khu vườn ở trên không của gia đình mình. Và quanh rất là mong là quý bà con chúng ta sớm ngày thu hoạch được những cái trái nho đầu tiên để mời những người thân trong gia đình mình, và nếu mà có dư ha bà con cho quanh xin một chùm nha, để quanh có thể mời được những cái người cộng sự của mình cùng ăn, để cùng nhau có nhiều câu chuyện hơn, trao đổi với nhau mỗi ngày ha bà con ha. Nếu quý bà con chúng ta trong quá trình chăm sóc bà con có bất kỳ thắc mắc gì, bà con hãy gọi vào số hotline hiện trên màn hình để quanh cùng với các bạn có cơ hội được cộng sự và đồng hành hỗ trợ quý bà con chúng ta nhiều hơn. Một lần nữa chúc quý bà con chúng ta luôn luôn dồi dào sức khỏe, vì ăn được những trái nho rất là an toàn và rất là dễ thương của gia đình mình do chính tay mình trồng ra, cũng như là sớm có ngày được những cái trái ngon, trái ngọt ha bà con ha. Cầu quý bà con và hẹn gặp lại.